quay trở lại kênh Thanh Đóng của cô nhé. Các bé ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ học tên của các con vật bằng tiếng Anh nhé. Nếu như các bé thấy thích bài học của cô thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem những bài học mới nhé. Nào, cô mời tất cả các bé hãy cùng hướng mắt lên trên màn hình và theo dõi bài học của cô nhé. Con khủng long. Dinosaur. 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 Con sư tử. Lion. 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 Con hổ. Tiger. 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 Con chó. Dog. 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 Con mèo. Cat. 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 Con trâu. Buffalo. 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 Con bò. Cow. 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 Con chuột. Mouse. 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 Con gà trống. Rooster. 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 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Con gà mái. Hen. 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 Con đà điểu. Ostrich. 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 Con vịt. Duck. 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 Con heo. Pig. Pig. Pig.
con cừu. Sheep. 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 Con khỉ. Monkey. 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 Con voi. Elephant. 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 Con ngựa. Horse. 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 Con hà mã. Hippopotamus. 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 Con dê. Goat. 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 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Con hươu cao cổ. Giraffe. 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 Con gấu. Bear. 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 Rabbit. 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 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Con quạ. Raven. 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 Con rắn. Snake. 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 Con rùa. Turtle. 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 Con nhện. Spider. 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 Con ong. Bee. Bee. Bee.
B. B. Con muỗi. Mosquito. 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 Con kiến. Ant. 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 Con sâu. Worm. 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 Con bướm. Butterfly. 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 Con rơi. Bat. 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 Con chim. Bird. 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 Con cá heo. Dolphin. 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 Con cá sấu. Crocodile. 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 Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye.